đi họp đây. Bye bye. Minh Thắng ơi đây nè, bà nội đi họp nè. Bà thấy cái chân cậu ngáp quá ngáp. Ngáp hả? Ngáp kiếm chuyện với ông, kiếm chuyện với ông, yeah, okay. Cười đi, thật quá hả? Con quay phim, đúng quá, gì lo vậy thôi, đúng quá. nói chuyện đi, nói chuyện với ông nghe đi. Bữa nào chủ nhật em nghỉ em chở khách luôn. Dạ. Qua chơi. Bữa nhật thì nghỉ em chở luôn.